Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2022. Thế Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mình khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Trọng lết đi Bắc Kinh, cư dân mạng lo lắng, lành ít giữ nhiều. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 30 tháng 10 đã gây ra những chú ý và bình luận bày tỏ lo lắng về việc liệu Hà Nội dường như đang ngả quá nhiều vào Bắc Kinh hay không. Người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến viếng thăm Trung Cộng sau đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mà Tập Cận Bình chiến thắng thêm nhiệm kỳ thứ ba chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ghi nhận của một số chuyên gia quốc tế, thì khả năng Tập cận bình sẽ ở lại cương vị này cho đến hết đời. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin ngày 30 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với nhiều quan chức cấp cao đã ra sân bay quốc tế Nội Bài để tiễn đoàn một sự kiện chưa từng có trong quá khứ khi mà hai trong số 4 tứ trụ ra tiễn một lãnh đạo đảng đi công tác nước ngoài. Facebooker Thành Mai với hơn 52.000 người theo dõi nhận định từ việc Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cùng ra sân bay tiễn ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy chuyến đi là một minh chứng cho sự thống nhất cao của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng như là vị thế số 1 của Ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Việc tổ chức buổi đưa tiễn Nguyễn Phú Trọng và Trọng Thị và chưa có tiền lệ truyền đi thông điệp rõ ràng rằng Ngài Nguyễn Phú Trọng đang đại diện cho giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, mọi thỏa thuận và cam kết của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ngài Tổng Bí thư Trung Quốc đương nhiên sẽ là thỏa thuận của tất cả các cơ quan quyền lực khác của Cộng sản Việt Nam. Theo Facebook này, thì ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay đặt kỳ vọng rất cao về chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc là một trong bốn nước hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, tức là mức cao nhất trong quan hệ ngoại giao giữa các nước. Ba nước còn lại đó là Nga, Ấn Độ và Nam Hàn. Trung Quốc hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo dữ liệu từ chính phủ Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2021 đạt 230 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với năm trước đó. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc cũng có những tương đồng về mặt chính trị khi mà cả hai nước đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo độc tài độc quyền. Báo Nhân dân cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam viết rằng chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng diễn ra sau khi mà kết thúc đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai Đảng, làm định hướng cho quan hệ giữa hai nước, tăng cường quan hệ trên các kênh chính phủ, quốc hội, mặt trận, tổ quốc, tạo chuyển biến mới tích cực trong hợp tác bình đẳng, cũng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác, nâng cao hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, phát triển quan hệ giữa các tổ chức quần chúng, giao lưu nhân dân và thúc đẩy xu hướng, xu thế tích cực trong thông tin tuyên truyền. Báo Nhân dân Việt Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng sang thăm Trung Quốc với cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vào các năm 2011, 2015 và 2017. Giáo sư Cả Thệ ở từ Học viện Quốc phòng Australia tại Canberra, Úc bình luận qua tin nhắn cho rằng chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng với nguy cơ xung đột vũ trang gia tăng từ vị trí thuận lợi của Việt Nam những bất ổn về tương lai của Nga dưới thời của Putin và Hoa Kỳ dưới thời của Joe Biden sau cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định và liên tục ở Trung Quốc dưới thời của Tập Cận Bình người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Giáo sư Cải Thế ờ nhận định rằng mục tiêu chính của chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng là cùng với người đồng cấp đưa ra những phương thức hợp lý để mà giữ cho quan hệ song phương có thể dự đoán được và đi vào chiều hướng đồng đều. Cuộc gặp giữa Tổng bí thư và hai đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc và Việt Nam là rất quan trọng đối với cả hai bên về đối nội vì nó nhấn mạnh tính hợp pháp của chế độ độc đảng. Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường phát triển của họ giáo sư cả thể ở viết. Nhà nghiên cứu Trường Nhân Tuấn ở Paris so sánh chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng ngay sau kỳ bóng tập Cận Bình tái cử với tập quán vua một triều đại của Việt Nam sai xứ sang Trung Quốc, thể hiện sự thần phục đối với thiên triều của một phiên bang thời xa xưa. Ông viết trên Facebook cá nhân của mình rằng, Trọng Vương tự đầy đọa tấm thân và trong chuyến đi xa chỉ để chứng minh rằng mình là một trong những người trung thành nhất với tập đại đế. Ông còn nói Việt Nam đã đang và dập khuân mô hình của Trung Quốc và thay vì nhân dân là mục tiêu trung tâm để cho đảng phục vụ thì đang trở thành mục tiêu trung tâm để nhân dân phụng sự. Cách so sánh này cũng đã được nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn viết trong một nghiên cứu trước đó vào năm 2016. Theo nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, triều đình An Nam sau này là Việt Nam từ năm 1804 đến năm 1838, rồi Đại Nam từ năm 1838 đến năm 1945, phải gửi đồ tế cống sang Trung Hoa 2 năm một lần và cứ 4 năm phải có một sứ bộ sang chậu. Ngoài ra, phải có sứ bộ đến Bắc Kinh mỗi khi có hoàng đế Trung Quốc bằng hạ để phúng điếu và mỗi khi có hoàng đế mới đăng quang để chúc mừng. Nhà văn Lưu Trọng Văn với hơn 106.000 người theo dõi thì cho rằng ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay nên cân bằng ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trên trang Facebook của mình, nhà văn Lưu Trọng Văn cũng nhắc lại trong Tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Donald Trump cũng mời ông Trọng sang Mỹ. Lúc đó ông Trọng cũng vui vẻ nhận lời nhưng rồi cũng vì lý do sức khỏe nên ông Nguyễn Phú Trọng không thực hiện được chuyến thăm này. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng rất khỏe rồi, rất tiếc ông Trump lại đã bị về vườn và ông Trọng không thể đáp lễ như đáp lễ ông Tập Cận Bình được. Hy vọng Bộ Ngoại giao sớm đã thông báo Tổng thống Biden tiếp tục giữ lời mời của ông Trung mời ông Trọng qua Mỹ để cán cân đối ngoại của Việt Nam không bị lệch như là đường lối lâu nay của nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn từng tuyên bố. Theo nhà văn này, thì Nguyễn Phú Trọng nên mở lời trước muốn được gặp ông Biden với nội dung như là mở lời trước muốn gặp ông Tập. Dân Việt hình như không được công bằng lắm, đa số chắc sẽ hớn hở hơn nếu như mà lãnh đạo tối cao của mình có lời với Tổng thống Mỹ như đã có lời với lãnh tụ Trung Hoa, nhà văn Lưu Trọng Văn bổ sung. Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ đối tác toàn diện. Washington thời gian qua đã nhiều lần đề nghị đưa mối quan hệ này thành đối tác chiến lược toàn diện, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa chịu đồng ý. Một số nhận định của các chuyên gia quốc tế cho rằng, Cộng sản Việt Nam còn ngần ngại vì sợ làm mất lòng Trung Quốc. Theo giáo sư Cả Thế Ơ thì Việt Nam không thể quay sang Hoa Kỳ vì hai lý do. Sợ bị quấn vào một liên minh chống Trung Quốc và sợ bị bỏ rơi nếu như Hoa Kỳ và Trung Quốc thỏa thuận ngầm với nhau. Nguyễn Phú Trọng kêu gọi Trung Quốc tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng kêu gọi ông Tập Cận Bình tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc. Việt Nam đặc biệt coi trọng thị trường Trung Quốc và mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh. Mong muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông nghiệp Việt Nam. Lời của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam nói với Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc rằng Bắc Kinh và Việt Nam hôm thứ Hai ngày 31 tháng 10 rằng được các báo tại Việt Nam thuật lại dựa trên bản tin của thông tấn xã Việt Nam. Ông Trọng cũng gắn tiếp phàn nàn về những khó khăn rắc rối ở các cửa khẩu phía Bắc đối với nông sản của Việt Nam thời gian vừa qua, đặc biệt là hai năm vừa qua khi ông kêu gọi duy trì thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa và tạo thuận lợi thông quan giữa hai nước. Bên cạnh những kiểm soát ngặt nghèo để chống dịch COVID-19, Hải quan Trung Cộng ngày càng nâng cao các biện pháp kiểm dịch cũng như là tiêu chuẩn hàng hóa, sản phẩm nhập cảng vào nước của họ. Và các công ty nhỏ bé của Việt Nam thường chỉ quen lối xuất nhập cảng tiểu ngạch, tức là hình thức kinh doanh với thủ tục đơn giản, dễ dàng và chi phí vận chuyển thấp. Hình thức kinh doanh này mỗi ngày bị Trung Quốc siết chặt, kiểm soát kỹ lưỡng về phẩm chất hàng hóa, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm kiếm dịch động thực vật trước khi cho thông quan hậu quả là hàng ngàn chiếc xe tải phần lớn là nông sản của việt nam nhiều khi đã kẹt hơn một tháng tại các cửa khẩu với trung quốc từ quảng ninh đến lào cai Số lượng xe chở nông sản được thông quan rất ít so với số lượng xe chầu trực chờ đợi. Rất nhiều xe nông sản chờ không nổi vì sợ hư thối phải đổ bỏ, đã phải quay trở về và bán rẻ đâu đó ở dọc đường với hy vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Hà Nội rất nhiều lần họp với phía Trung Cộng, từ cấp địa phương cho tới Trung ương, hầu cải thiện tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu, nhưng rất chậm chạp. Mỗi khi quan chức cấp cao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gặp các đối tác của Trung Cộng đều kêu gọi Bắc Kinh giúp thúc đẩy thủ tục thông quan nhanh hơn, mua thêm hàng hóa, đặc biệt là các loại nông sản và trên hết giảm bớt thâm thủng mậu dịch cho phía Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng khi gặp Tập Cận Bình chỉ lặp lại lời kêu gọi cũng đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần mà không thấy khá hơn là bao nhiêu. Các con số của Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng 10 năm 2022 cho thấy thương mại hai chiều 10 tháng của năm nay giữa Việt Nam với Trung Quốc là 147,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam lên tới 100,7 tỷ, trong khi Việt Nam chỉ xuất cảng sang Trung Quốc được 47 tỷ thâm hụt mậu dịch quá gấp đôi. Dù Hà Nội thì luôn luôn kêu gọi Bắc Kinh giúp cải thiện cán cân thương mại, nhưng ngày càng lún sâu hơn vào sự lệ thuộc. Tháng 7 vừa qua, tại cuộc họp kỳ thứ 14 của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, người ta đã thấy ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam kêu ca hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản bị kẹt ở các cửa khẩu biên giới. Ông Minh kêu gọi phía Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, nhất là đối với các loại hoa quả mùa vụ, nông thủy sản của Việt Nam. Đáp lại những lời bày tỏ sự sốt ruột của đối tác thương mại lớn hàng thứ 6 của Trung Quốc, bản thông cáo chỉ, thông cáo báo chí của Bắc Kinh chỉ ngắn gọn, kể là hai bên sẽ gia tăng xây dựng cửa khẩu và thúc đẩy thông quan hải quan. Trong cuộc họp với Nguyễn Phú Trọng, Báo chí nhà nước Việt Nam thuật lời cũng tập cận bình hứa hẹn sẽ nỗ lực để duy trì đã phát triển theo quan hệ thương mại Trung Việt theo hướng ngày càng cân bằng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp sang thị trường Trung Quốc. Trong khi thực tế những năm qua đều chứng minh ngược lại. Trong cuộc họp nói trên, Nguyễn Phú Trọng lặp lại lời cam kết luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc để Bắc Kinh đừng nghi ngờ Hà Nội ngã về phía Hoa Kỳ. Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tập Cận Bình bàn về vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp này. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 31 tháng 10 hội đàm với Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Trong đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện nhưng cũng thừa nhận những vấn đề tồn tại giữa hai nước. Ông Trọng đang ở thăm Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi kết thúc đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồi đầu năm ngoái, và là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tập Cận Bình đón tiếp sau đại hội đảng 20 của Trung Cộng. Truyền thông chính thống của Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng Trung Quốc đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng Nguyễn Phú Trọng, người đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ hôm 31 tháng 10. Tại đây, ông Trọng được ông Tập, người vừa trúng cử nhiệm kỳ thứ ba cũng đất chưa từng có tiền lệ ở Trung Quốc để lãnh đạo Đảng Cộng sản nước này hôm 22 tháng 10, tiếp đón theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo Đảng của Việt Nam và Trung Quốc sau đó đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường theo các báo trong nước. Tuổi trẻ dẫn lời ông Tập Cận Bình tỏ vui mừng được gặp lại Tổng bí thư Việt Nam sau 5 năm và khẳng định sẽ trao đổi sâu sắc với Việt Nam về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc cũng như là quan hệ hai đảng, hai nước. Tập Cận Bình và ông Trọng tại Hà Nội khi thăm chính thức Việt Nam năm 2017 cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông ngay sau khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, trong đó ông giành được nhiệm kỳ thứ hai lãnh đạo đảng này. Trong buổi hội đàm hôm 31 tháng 10, ông Trọng nói rằng Việt Nam luôn có trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Theo thanh niên, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định với ông Tập Cận Bình rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng đề cập đến những vấn đề có tranh chấp giữa hai quốc gia, hai tổng bí thư cũng cho rằng vấn đề trên biến là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước và rằng việc duy trì hòa bình ổn định trên biến có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai đảng hai nước theo báo tuổi trẻ tranh chấp biển đông là xung khắc nối cộng nhất trong quan hệ giữa việt nam và trung quốc trong nhiều năm qua việt nam trong gần một thập kỷ qua thì thường phải lên tiếng phản đối các hoạt động quân sự hóa và khai thác tài nguyên của trung quốc trong vùng biển có tranh chấp mà hà nội cho là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của việt nam Vấn đề biên giới và lãnh thổ cũng được ông Trọng và ông Tập đề cập đến trong cuộc hội đàm hôm 31 tháng 10. Theo tùy chế, thì hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên theo các phần kiện thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo của đảng Việt Nam và Trung Quốc còn đi sâu trao đổi về hợp tác và phát triển trong một loạt các lĩnh vực từ kinh tế cho tới giáo dục. Nói với tờ Nhân dân, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho rằng chuyến thăm của Nguyễn Phúc Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu chính trên nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của quốc gia Đồng Nam Á, bao gồm nguyên liệu thô và máy móc cho ngành sản xuất quan trọng. Thương mại hai chiều giữa hai nước tăng 10,2% trong 9 tháng đầu năm, này lên tới 132,38 tỷ đô la theo dữ liệu chính thức của chính phủ Việt Nam, gần 70% trong số đó là giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Dù Việt Nam và Trung Quốc có một lịch sử về sự bất tín và tranh chấp lãnh thổ lâu dài, nhưng Đảng Cộng sản của hai nước thì vẫn chính thức giữ mối quan hệ thân thiết. Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số năm quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền cuối cùng trên thế giới, cùng với Cuba, Lào và Triều Tiên. Theo nhận định của tờ Diplomat. Chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng theo lời mời chính thức của Tập Cận Bình không chỉ là minh chứng nổi bật về mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là tín hiệu tích cực về sự tiến triển vững chắc của quan hệ Trung Việt. Còn theo Linh Huỳnh, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có giúp cho kinh tế Việt Nam dám lệ thuộc vào Trung Quốc sau chuyến đi này hay không? khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào chiều ngày 31 tháng 10 đã có 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Giáo sư Phan Kim Nga, trưởng ban nghiên cứu Phong trào Cộng sản quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mark của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đưa ra nhận định với báo chí Việt Nam rằng việc tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ giúp giải quyết các tác động bất ổn kinh tế quốc tế và duy trì sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của hai nước. Số liệu hồi đầu năm nay từ Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc 25,77 tỷ đô la, tương đương với 30,5% so với cùng kỳ, lên 109,87 tỷ đô la. Trung Quốc chiếm hơn 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm vừa qua và cao gấp 2 lần so với thị trường nhập khẩu lớn thứ hai là Hàn Quốc. Đáng lưu ý, có tới 17 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có kim ngạch từ 1 tỷ đô la trở lên, trong đó có hai nhóm hàng trên 20 tỷ đô la. Cụ thể, riêng nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng có kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 25 tỷ đô la, tăng hơn 46% so với năm trước, chiếm 53,8% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Nhóm hàng lớn thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 21,86 tỷ đô la, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng nhập khẩu lớn khác đến từ thị trường này như điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,24 tỷ đô la, vải hơn 9 tỷ đô la, Đặc biệt, trong năm 2021, nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc tăng gấp 3 lần so với trước với số lượng 22.750 chiếc. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam chỉ bằng một nửa, gần 56 tỷ đô la, tăng 14,5% so với năm trước. Như vậy, năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 54 tỷ đô la, nhiều hơn 18,8 tỷ đô la so với năm 2020. Mặc dù vậy, theo Tổng cục Thống kê trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. So với tổng kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường của Việt Nam, nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2019 chiếm 29,8%, năm 2020 chiếm 32%, năm 2021 chiếm 33,1%. 8 tháng của năm 2022 chiếm 33,1%, dự báo cả năm 2022 chiếm 33,4%. Đây là tỷ trọng tăng lên và lớn hơn nhiều so với các thị trường lớn thứ hai trở xuống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ và Thái Lan. Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2016 là 21,97 tỷ đô la, chiếm 12,4%. Năm 2017 là 35,46 tỷ đô la, chiếm 16,8%. Năm 2018 là 41,37 tỷ đô la, chiếm 17%. Năm 2019 là 41,46 tỷ đô la, chiếm 15,7%. Năm 2020 là 48,91 tỷ đô la chiếm 17,3% năm 2021 là 56,01 tỷ đô la, chiếm 16,7%. 8 tháng của năm 2022 là 35,63 tỷ đô la, chiếm 14,1%. Dự đoán năm 2022 sẽ là 51,44 tỷ đô la, chiếm 13,9% bên cạnh những mặt tích cực trong quan hệ buôn bán với trung quốc thì việt nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức với thị trường rộng lớn này do nhập siêu từ trung quốc quá lớn và ngày càng tăng nên việt nam đang phụ thuộc quá nhiều vào thị trường này dẫn đến nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu của việt nam còn có tình trạng bỏ trứng vào một giỏ khi Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid, đã thường xuyên xảy ra là nhiều hàng nông sản bị ùn tắc ở các cửa khẩu biên giới, gây thiệt hại lớn cho người nông dân và doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tấn bi kịch xung quanh Hồ Cấm Đào cho thấy điểm yếu cơ bản của Bắc Kinh. Theo lý tưởng đẹp đẽ của nền chính trị Trung Quốc cũng như là hầu hết các hệ thống chuyên chế, các cuộc tranh luận cấp cao về chính sách và quyền lực phải được tiến hành sau một bức tường dày và cách âm. Công chúng và thế giới bên ngoài chỉ được phép chứng kiến vẻ ngoài nhẫn nhụi và bình thản của bộ máy nhà nước. Mục đích ở đây tất nhiên là để thể hiện sự nhất trí cũng như là tôn vinh quyền lực và uy tín của người lãnh đạo. Chỉ ít thì đó là lý thuyết trong một đoạn phim vài giây được quay một cách vụng về khi mà đại hội đảng cộng sản trung quốc kết thúc vào cuối tuần qua thực tế đã xé toạc vẻ ngoài đẹp đẽ và tiết lộ những kịch tính xứng đáng ở tầm william sucker peace vụ việc xảy ra ngay thời điểm vốn đã được định sẵn để trở thành khoảnh khắc vinh quang tột đỉnh của nhà lãnh đạo trung quốc tập cận bình sau khi ông sửa điều lệ đáng để cho phép bản thân về mặt nguyên tắc có thể nắm quyền đến chừng nào ông muốn và đối với một người đàn ông 69 tuổi, nghĩa là nắm quyền cho đến hết phần đời còn lại. Không bị tiếng nói nào phản đối, Tập Cận Bình đã thanh trừng nhiều nhân vật thuộc nhóm thiểu số trong đảng, dám ủng hộ các chính sách và phong cách quản trị khác với những gì mà ông ta đặt ra. Trong số những cái tên đã bị sa thái một cách thẳng thừng là Thủ tướng Lý Khắc Cường, người từng được xem là ứng viên cho vị trí lãnh đạo Trung Quốc Hồi tháng 8, Lý đã gây xôn xao khi một tuyên bố trong chuyến thăm với thâm quyến rằng chương trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến triển, sông Hoàng Hà và sông Dương Tứ sẽ không chảy ngược dòng và điều mà một số chuyên gia hy vọng là dấu hiệu rằng sự phản kháng đối với Tập Cận Bình sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại và đáng chú ý là bình luận của vị Thủ tướng đã nhanh chóng bị xóa khỏi Internet ở Trung Quốc. Một trường hợp thay đổi nhân sự cấp cao khác có liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Uông Dương, người đã từng phát biểu những suy nghĩ rất khác với tập cận bình rằng chúng ta phải xóa bỏ ý nghĩ sai lầm rằng hạnh phúc là một món quà do đảng và chính phủ ban phát. Ông ủng hộ việc từng bước cải cách chính trị Trung Quốc, tập trung tạo nhiều không gian hơn cho xã hội dân sự cũng như cho giải phóng tư tưởng. Thế nhưng trước khi phiên họp có thể khép lại với những nụ cười thể hiện niềm tin nhất loạt và sự lãnh đạo vĩ đại của Tập Cận Bình, một sự kiện bất ngờ khó hiểu đã xảy ra. Ngồi bên trái Tập Cận Bình là tiền nhiệm trực tiếp của ông Hồ Cẩm Đào, 8, 79 tuổi và trong bộ dạng xanh sao yếu ớt một cách đáng ngạc nhiên. Hồ Cẩm Đào đã bất ngờ bị mời ra khỏi ghế, vẻ mặt lộ rõ đó không phải là điều ông muốn và bị dẫn ra khỏi hội trường để lại một chiếc ghế trống ngay giữa hàng ghế đầu của đại hội. Hồ Cầm Đào đã không chịu rời đi trước khi với tay cầm một tập giấy đặt trước mặt Tập Cận Bình khiến cái Tập phải giữ chúng lại. Gần như toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao nhất ngồi tại hàng ghế đó đều nhìn chăm chăm về phía trước, vờ như chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Nhưng khi một trong những người phụ tá kéo mạnh vào vai của ông, Hồ đã nói vài lời với Tập Cận Bình. Người ấy đã gật đầu cùng vẻ mặt vô cảm. Sau đó, Hồ cố gắng quay sang vỗ vai người mà mình bảo trợ Lý Khắc Cường trước khi bị đưa ra khỏi tầm máy quay. Đúng như dự đoán, các chương trình tin tức của Trung Quốc đã xóa sạch cảnh này, nhưng người ta đã nhanh chóng xì si sầm về sự việc bất thường bộ máy của tập sau đó đưa ra lời giải thích theo kiểu vua lìa, hành động của hồ cầm đào là hành động của một ông lão ốm yếu chân đi không vững dù đúng là có khả năng này nhưng đây không phải là lời giải thích khá dĩ hoặc thỏa đáng nhất như nhà khoa học chính trị joseph Thorigen đã viết trong cuốn sách xuất bản gần đây uy tín thao túng và cưỡng bức các cuộc đấu tranh quyền lực cấp cao ở liên xô và trung quốc sau stalin và mao trạch đông những bước ngoặt quan trọng là những khoảnh khắc trong đó chính trị trở nên dễ thấy nhất và do đó chúng ta cho phép chúng ta đặt ra giả thuyết về những giới hạn và khả năng cho tương lai ở đây khả năng mà chúng ta ngay lập tức nên xem xét là hồ người thường bị xem là một nhà lãnh đạo vô diện, yếu đuối và bất tài trong suốt 10 năm cầm quyền từ năm 2002 cho đến khi Tập Cận Bình lên ký nhiệm, nhiệm năm 2012. Đã chọn thời điểm này để công khai thể hiện sự bất đồng của mình với cách quản lý đảng dưới thời của Tập Cận Bình vốn đã tập trung quyền lực một cách bất thường vào tay một người duy nhất. Để hiểu được logic đằng sau cách giải thích này, đòi hỏi một chút hiểu biết về lịch sử, cụ thể là việc Hồ đã lên nắm quyền và thực thi quyền lực như thế nào. Ông chính thức trở thành lãnh đạo vào năm 2002, điều này đã quyết định từ trước khi mà Đặng Tiểu Bình qua đời vào năm 1997, mở ra một kỷ nguyên mới về sự chuyển giao quyền lực thường xuyên, hòa bình và được thể chế hóa ở một quốc gia chưa từng biết đến việc này. Quá trình sẽ diễn ra theo một lịch trình kéo dài 10 năm, được chia thành hai nhiệm kỳ. Nghĩa là về mặt lý thuyết thì đảng có thể loại bỏ một nhà lãnh đạo tồi hoặc không được lòng dân ngay sau nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên. Cơ chế đằng sau hệ thống mới của đảng cũng tước bỏ một quyền của nhà lãnh đạo tối cao, lựa chọn người kế nhiệm của chính mình, cho phép đảng đóng vai trò nhiều hơn trong việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo tương lai. Trong trường hợp của Hồ Cẩm Đào, quyền chỉ định người kế vị đã bị lấy khỏi tay người kế nhiệm đặng giang trạch dân chính đặng người có quyền lực vô song hồi thập niên 1990 đã chọn hồ làm người kế nhiệm giang trạch dân thời gian hồ cầm đào tại nhiệm trùng với 6 năm tôi làm phóng viên tại trung quốc thường bị mỉa mai là giai đoạn không có phương hướng một thập niên bị lãng phí đối với người trung quốc tuy nhiên trên thực tế, di sản nắm quyền của ông rất phức tạp về mặt nào đó. Đây là thời kỳ hoàng kim của đất nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc và nhiều thay đổi lớn trong mức sống của hầu hết người dân. Tất nhiên, Hồ Cẩm Đào không phải là một nhà dân chủ, nhưng sự bùng nổ của Internet đã tạo ra một không gian mới cho sự tự do ngôn luận. Thủ tướng của Hồ Ôn Gia Báo cũng đã tìm cách đem lại khuôn mặt nhân tình cho chính phủ nhiều lần công khai bày tỏ sự quan tâm đối với người nghèo và những người yếu thế. Sáng kiến chính trị quan trọng nhất của Hồ Cẩm Đào là nỗ lực để mà thể chế hóa một phong cách cầm quyền mang tính tập thể hơn những gì thường thấy ở Trung Quốc. Như nhà khoa học chính trị Susan Sik, người viết trong cuốn sách mới của mình, vươn xa quá tầm cách Trung Quốc làm trạch hướng sự trỗi dậy của hòa bình của mình. Hồ Cầm Đào đã làm điều này bằng cách cân bằng sự đại diện của các bên liên quan trong cơ quan ra quyết định quan trọng nhất của đất nước, bao gồm đảng, chính phủ, chính quyền cấp tỉnh và quân đội. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, ông đã mở rộng cơ quan quyền lực nhất ở Trung Quốc, Ban Thường vụ Bộ Chính trị từ 7 lên 9 thành viên và công khai lựa chọn cách cầm quyền bình đẳng với các ủy viên khác, thay vì một nhà lãnh đạo áp đặt mọi thứ Đáng chú ý, Hồ Cầm Đào giải thích đây là nỗ lực ngăn chặn nhà lãnh đạo cao nhất ra quyết định tùy tiện, vốn là một trong những nỗi sợ hãi chính của Đặng sau thời kỳ cầm quyền kéo dài và đầy biến động của cố lãnh đạo Mao Trạch Đồng. Điều này đưa chúng ta đến với tập Người rõ ràng đã tìm mọi cách có thể để đi theo hướng ngược lại, tập trung gần như tất cả quyền lực vào tay của mình, bao quanh mình bằng những kẻ chỉ biết vâng lời và những tay thần tín trung thành. Theo đó là trầm trọng thêm nguy cơ trệt. Tuy nhiên, trước khi thảo luận về tập cận bình, thì chúng ta nên dành thời gian để mà xét xem mọi việc đã diễn ra như thế nào dưới thời của hồ cầm đào. Phong cách cầm quyền tập thể của ông có thể mang chủ đích tốt nhưng nó tạo ra những vấn đề nghiêm trọng trách nhiệm dường như không thuộc về một người cụ thể nghĩa là mỗi thành viên của ban thường vụ bộ chính trị được phép điều hành thái ấp của riêng mình trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác của nền kinh tế hoặc hệ thống an ninh quốc gia và các ủy viên hiếm khi mà phản đối hành động của nhau ngay cả theo cách riêng tư vì họ tin rằng điều đó sẽ ngăn người khác can thiệp vào các dự án riêng và những người mà họ bảo trợ nói theo cách khác dưới thời của hồ cẩm đảo không có ai chịu trách nhiệm chính và nạn tham nhũng đã diễn ra ở kỳ mô đáng báo động chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với hồ người rời khỏi sân khấu chính trị vào thứ bảy tuần trước và theo đúng nghĩa đen và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa Bí ẩn này sẽ theo ông đến cuối cuộc đời chính trị, nhưng điều mà chúng ta biết là việc Hồ phải rời đi một cách bất ngờ và không vui vẻ đã khiến cho Tập bẽ mặt dù vô tình hay cố ý. Mặt tối của những sự kiện này nhấn mạnh một điểm yếu cơ bản của hệ thống Leninist như ở Trung Quốc, một điểm yếu mà không ai có thể khóa lấp được. Từ Mao Trạch Đông, người chứng kiến cái chết của hai người kế nhiệm được chỉ định, Đặng Tiểu Bình, người lật đổ người kế nhiệm được chỉ định cuối cùng của Mao Trạch Đông. Hòa quốc phòng vì những lý do liên quan đến tham vọng và quyền lợi cá nhân hơn là sự khác biệt về hệ tư tưởng hoặc chính sách, rồi sau đó tạo ra một công thức cho quá trình chuyển đổi trong tương lai. Giang Trạch Dân, người nghỉ hưu theo đúng lịch trình nhưng đã giữ lại các chức danh phụ suốt nhiều năm, đồng thời làm suy yếu quyền lực và hạn chế sự lựa chọn của Hồ. Và giờ thì tập cận bình trên thực tế, cách tiếp cận của tập là sự quay trở lại với nguồn gốc của các hệ thống Leninist và cụ thể là quay trở lại với hình mẫu của một lãnh đạo trọn đời khác, cựu lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Tập đã xây dựng sự sùng bái cá nhân và tạo ra ban thường vụ bộ chính trị mới, chỉ gồm những gã tí hon về chính trị và những người đàn ông thiếu tầm vóc chính trị chưa từng có kinh nghiệm tại chính quyền trung ương, có mạng lưới quan hệ hạn chế và do đó không đặt ra thách thức nào đối với Tập Cận Bình. Ban thường vụ này gồm Lý Cường, người có khả năng trở thành thủ tướng của Tập vào năm tới, thay thế Lý Khắc Cường hiện đã bị phế chuất. Hiếm có nhà phân tích nào tin rằng Lý Cường, người từng gây bất bình khi còn làm bí thư thành ủy Thượng Hải, nơi ông giám sát chiến dịch cách ly hà khắc trong đợt bùng phát dịch Covid-19 gần đây, lại có thể trở thành người kế nhiệm cuối cùng của Tập, và đó mới là điều quan trọng. Như nhà khoa học chính trị Victor Xi của Đại học California, San Diego lập luận trong cuốn sách mới của mình, liên minh của những kẻ yếu nền chính trị cấp cao ở Trung Quốc từ mưu lược của mao đến sự trỗi dậy của tập đây là một chiến thuật mà mao sử dụng vào cuối thế kỷ thời kỳ mà cai trị của mình khi mà ưu tiên của ông chuyển từ câu hỏi về di sản ý thức hệ hoặc thậm chí là tương lai của trung quốc sang ngăn chặn sự trỗi dậy của những kẻ thách thức và đảm bảo sự trường tồn chính trị của chính ông Bài học ở đây là sự hệ thống Leninist vốn dĩ luôn bất ổn và phần lớn là bởi đảng cầm quyền và các nhà lãnh đạo tối cao đều cai trị vượt trên luật pháp. Như người Mỹ đã được nhắc nhở sau vụ tấn công tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, một trong những đặc điểm quan trọng nhất của một xã hội ổn định là việc tôn trọng quy tắc kế nhiệm. Nhưng tại Trung Quốc, vấn đề vẫn chỉ xoay quanh những cuộc tranh giành quyền lực trần trụi, thường được che khỏi mắt công chúng nhưng không hề bị quy tắc nào cản trở. Trong một hoàn cảnh như vậy, người ta không thể mong đợi một kết thúc tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.